chúng. Hôm nay chúng ta bàn về cái ý nghĩa của trái tim nhân từ. Thì ở trong đạo Nho, họ có một cái quy định cho một cái con người tốt hay là con người quân tử, thì họ có gọi là tam cương và ngũ thường. Cái cương này nó cũng có nghĩa là cái cương lĩnh ấy, tức là cái mối quan hệ giữa vua và tôi, giữa cha và con, giữa chồng và vợ, tức là cái cách cư xử với nhau. Nó có ba cái việc chính là quan hệ giữa vua, tôi, tức là người lãnh đạo, và nhân dân. Thì ở trong cái đạo Nho đó, thì cương lĩnh của nó là chỉ có ba cái đó thôi. Nhưng mà ba cái đó đều đặt ở trên cái căn bản đó, người ta gọi là ngũ thường, tức là năm cái việc đó mà cần phải suy nghĩ và cần phải thực hành để trở thành con người tốt. Thì năm cái việc đó, để mà bảo vệ ba cương lĩnh trên đó là gì? Tức là nhân, nghĩa, lễ, trí và tính. Cho nên năm cái việc này được coi như là năm cái việc mà quan trọng nhất của con người quan hệ trong xã hội. Thì cái mở đầu của nó là lòng nhân từ. Cái lòng nhân từ tức là cái lòng thương của tất cả chúng sinh, cái lòng thương giữa những cái người mà đồng loại của mình. Đây là cái điều mà quan trọng, đứng cái hàng đầu ở trong năm cái việc. Và cái sinh hoạt ở trong xã hội cuối cùng của nó là tính, tức là niềm tin ở trong cái cuộc sống chúng ta. Mà thường nếu phải mất niềm tin rồi đó, thì coi như là cái người đã bỏ đi. Vì vậy đó mà người ta cố giữ cái niềm tin của mọi người chung quanh đối với ta. Cho nên muốn giữ cái niềm tin đó, thì cái trường hợp đó chúng ta cân nhắc và cẩn thận trong khi mà chúng ta hứa. Tức là hứa với ai một cái điều gì đó, thì cái trường hợp cái điều này đó chúng ta phải cố gắng giữ. Vì vậy đó mà rất thận trọng ở trong cái lời nói của mình. Cho nên cái lòng nhân từ và cái niềm tin đó, ở trong xã hội, đây được coi như hai cái việc mà quan trọng nhất, cái đầu và cái cuối. Nhưng mà cái người ngày nay thì thường thường là phần nhiều là không giữ được cái niềm tin cho nhau, cho nên cái xã hội luôn luôn bất an. Một chính khách, một nhà chính trị thì khi ra tranh cử thì người ta hứa với mọi người đủ thứ việc hết. Nhưng mà khi hứa như vậy để là gì? Tức là để cho mọi người đó tin ta và bỏ phiếu cho ta để chúng ta trở thành người lãnh đạo. Nhưng mà khi lãnh đạo đó được rồi đó, ta có thực hiện được cái lời hứa. Cho nên đa số các vị chánh khách này, người ta thăm dò, người ta thấy khi ra tranh cử thì được 60% hay là 70% nhân dân ủng hộ. Nhưng mà đắc cử rồi đó thì cái trường hợp cái số này giảm lần. Cho nên cái giảm lần này là gì? Cái lời nói chúng ta nó không đúng với cái việc làm của chúng ta. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái lời nói và cái việc làm này phải đi đôi với nhau. Cho nên người Phật tử
cái lời nói và việc làm phải đi đôi nhau. Tức là nói những cái việc mà mình đã làm và làm những cái việc mà mình đã hứa ở trên cuộc đời. Cho nên khi mà ta hứa thì nhất định ta phải làm. Nên sáng nay có một ni sư tới mà thỉnh tôi đi giảng ở cái chùa này đó. Thế nên tôi cân nhắc là tôi không đi được, cho nên tôi từ chối. Tức là không hứa thì không làm, nhưng mà hứa là phải làm. Tại vì tôi nói với ni sư đó là ngày xưa đó, thì ở đâu mời tôi cũng đi, chùa nào mời tôi cũng giảng, không tính gần hay là xa, không có tính là lớn hay là nhỏ. Nhưng mà ngày nay đó, thì cái trường hợp này đó, không đi là vì cái lý do, nếu mà hãy đi chùa này không đi chùa khác đó, thì cái trường hợp này tôi cảm thấy mình thiếu công bằng đi. Nhưng mà đi hết tất cả các chùa nữa thì tôi không khả năng đi nữa. Cho nên ở đây giờ tôi chỉ còn giảng ở chùa Phổ Quang mình. Nên đây là một cái nơi duy nhất đó, mà tôi tới thăm. Trước đây đó là giảng hàng tuần, nhưng bây giờ đó là hàng tháng mới về đây giảng một lần. Cho nên hứa thì phải giữ và hứa phải làm đúng theo lời Đức Phật dạy, làm những cái việc mà mình đã nói và nói những cái việc đó mà mình phải làm, chứ đừng bao giờ nói mà không làm. Thì như vậy nếu mình phải lượng sức mình trước. Nếu mà mình không lượng sức mình trước mà mình hứa thì như vậy đó, ghét chúng ta cái tội gì? Thứ nhất là có thể nói là cái tội vô tri, cái tội không biết. Tức là không biết, không lượng sức mình. Mà nếu không phải như vậy đó thì cái trường hợp này đó, mình biết mình làm được nhưng mình hứa đó, thì cái này phạm cái tội dối gạt. Dối gạt người. Cho nên từ chỗ này mà uy tín chúng ta giảm lần, mất lần. Rồi đến khi mà uy tín chúng ta mất hết rồi đó, thì như vậy chúng ta không còn đất sống. Cho nên đất sống chúng ta không có. Cho nên trời đất rộng mênh mông, nhưng mà chỗ chúng ta không có. Vì vậy đó, mà khi dạy mấy thầy tu, tôi tưởng thầy nói là có nhiều chùa không có thầy tu ở, nhưng mà có nhiều thầy đi tu mà không có chùa để ở. Đây là cái việc quan trọng. Tại sao vậy? Đương nhiên chùa người ta rất cần người tu chứ, nhưng mà mình ở không được, thì đây là cái việc rất quan trọng của tâm sư. Tại vì ta trở thành một con người vô dụng, có nhiều người nhiều lỗi lầm mà ở trong Phật giáo đó, ta gọi là biển rộng không chứa được tử thi. Tức là biển rộng như vậy chứa được tất cả các loài nhưng mà không chứa được tử thi. Tức là tất cả những cái tử thi là đều bị sóng đẩy lên bờ hết. Thế nên coi cái cuộc sống của người ta như thế đó. Nhưng mà rồi là tới cuối cùng mà tất cả những cái rác rưới này như thế là được đẩy lên bờ đó, để giữ lại cái biển trong mình. Cho nên đến trời đất rộng nhưng mà ta không còn chỗ sống nữa, là quý vị nên suy nghĩ. Vì vậy nên cho nên chúng ta cân nhắc trong cái lời nói của mình. Theo Đức Phật đó, thì Đức Phật dạy nói những cái việc mà mình sẽ làm và làm những cái việc đó mà mình đã hứa. Thì có người như vậy đó, lần lần chúng ta có cái vị trí ở trong xã hội, có niềm tin ở trong lòng người, thì đây là đất chúng ta sống. Đất chúng ta sống là sống ở trong lòng người, trong sự quý mến của tất cả mọi người xung quanh, mặc dù là chúng ta không có gì. Thế nên Đức Phật ngài đi xuất gia, ngài tu hành, ngài từ bỏ hết tất cả, nhưng mà ngài còn có một trái tim nhân từ,
có một trái tim nhân từ, Ngài thương tất cả mọi người. Cho nên mọi người đều tôn thờ Ngài và đem Ngài vào trong lòng của họ để tôn kính. Cho nên Đức Phật vào Niết Bàn mấy ngàn năm rồi mà chúng ta hôm nay đó vẫn còn tôn thờ Đức Phật. Trong lòng chúng ta vẫn còn nghĩ tới Đức Phật. Tại vì Đức Phật có trái tim nhân từ đối với tất cả chúng ta, cho nên tự nhiên ở trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật. Mà khi nghĩ tới Phật đó, thì bây giờ cho chúng ta tu hành theo Phật. Đây là một cái điểm quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử ta suy nghĩ. Cho nên cái điểm cuối cùng này nữa là cái trường hợp niềm tin. Niềm tin và cái điểm mở đầu đó là lòng nhân từ. Đạo Nho cũng vậy, tức là lòng nhân từ. Hay ta nói khác nữa, ta gọi là lòng trắc ẩn. Thế nên cái nhân từ của con người đó, mà ta dùng cái từ khác, ta gọi là trắc ẩn. Trắc ẩn tức là từ sâu kín trong lòng chúng ta. Cho nên chúng ta làm cái việc gì đó mà chúng ta thấy trong lòng chúng ta nó dai dứt, nó khó chịu, nên ta gọi là lòng trắc ẩn. Cái lòng thương thực sự của Phật và của Bồ Tát đó, nó nằm sâu ở bên trong, từ ở trong chân tâm của chúng ta, chứ không phải cái lòng thương người mà như một số người đã làm. Cho nên tôi nhớ lại giáo sư Hoàng Sinh Hạnh nói một câu rất dễ thương, là không phải lòng thương người của các vua nhà Lý giống như là lòng thương người của những nhà chính trị. Đây quý vị nên nhớ. Cho nên những người làm chính trị đó, thì thường thường họ cũng có thể tỏ ra lòng thương người, nhưng mà trong đó có cái hậu ý khác. Có cái hậu ý khác chứ. Cho nên trước khi mà họ ra ứng cử, ta thấy, để ý ta thấy họ đi làm việc này, đi làm việc kia, có vẻ như là họ gần gũi, họ thân thương, họ giúp đỡ người này người nọ. Họ có thể tham gia vào tất cả những cái việc xã hội từ thiện để chứng tỏ rằng có cái lòng nhân từ. Hay là thậm chí tệ hơn một bước nữa đó, là ta phát hiện ra những cái người mà thường làm những cái việc tử tế đó, đôi khi lại hàm chứa bên trong một cái tính ác mà chưa lường trước được. Cho nên chính người xưa nó cũng có nhắc chúng ta cái tu phòng nhân bất nhân. Cho nên coi chừng cái bất nhân nằm ở trong cái nhân này, cái nhân từ ở bên ngoài này nhưng mà chứa một cái bất nhân ở bên trong, tức là người có cái ý muốn lợi dụng. Cho nên ở chỗ này đó, thường ta nói là mình thả cái mồi để mà câu con cá, tức là cho ăn, nhưng mà thiệt ra là muốn bắt nó, thiệt là muốn giết nó. Cho nên chỗ này, nhưng mà chính là các vua nhà Lý không phải như thế. Cho nên lòng nhân từ của các vua nhà Lý chính là lòng nhân từ do Phật giáo ông đúc nên, muốn nói cho Phật, tức là lòng trắc ẩn. Tại chúng ta không làm như vậy, chúng ta không chấp nhận được. Ta không làm như vậy, ta không chịu được. Cho nên cái lòng trắc ẩn này, nó thường thường ta nói là cái phản ứng tự nhiên. Cho nên khi mà mình thấy một người bị nạn, cái phản ứng tự nhiên này nó có rất đặc biệt. Mà ở trong đạo Phật chúng ta đó, thường là Đức Phật dạy trong kinh Bát Đại Như Giác là gì? Tức là bình đẳng tâm, không nghĩ quán thân. Lúc đó ta có tâm bình đẳng, cho nên từ bi bình đẳng. Đây là Bác Hồ nói đạo Phật chúng ta, tức là bình đẳng từ bi. Cho bình đẳng chỗ này là gì? Giữa người quán và người thân, giữa người xấu và người tốt. Lúc đó ta quên mất đi,
ta quên mất nó là người xấu hay là nó là người tốt, nhưng mà nó bị nạn đó, thì chúng ta cứu. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Tôi nhớ lại cái câu chuyện hồi nhỏ mà tôi đọc giữa một cái anh bộ đội Cụ Hồ và một anh lính đạo Cao Đài. Anh lính đạo Cao Đài, anh nói cái anh lính Cao Đài này đó, là lúc đó nó ảnh là cuồng tính, cho nên luôn luôn cứ nghĩ tới cái gì, tức là cộng sản là giết, Việt Minh là giết thôi, cuồng tính. Ta nên cứ tin vào một cái đức chí tôn nào bên trong đó, mà ta hoàn toàn không biết, cho nên nó trở thành ra tàn ác, lính Cao Đài. Nhưng mà cái khi đó đó, anh là bị thương, anh gãy anh một chân rồi. Thì bây giờ gặp một cái anh bộ đội, cái khi mà anh bộ đội nó thấy cái anh lính Cao Đài này gãy một chân rồi, cho nên anh muốn, anh muốn giết cái anh Cao Đài này rồi. Anh muốn giết đi. Nhưng mà lúc bây giờ anh tự nhiên anh nhìn, anh thấy cái đau đớn của cái anh lính Cao Đài này, nó tự nhiên anh đổi cái lòng nhân từ, anh nó bắt đầu khởi lên, anh thay đổi cái ý định giết. Anh liền cởi cái áo của anh đắp lên cho cái anh lính Cao Đài này. Đây là một cử chỉ. Anh nói một câu mà hồi nhỏ tôi đọc câu này, tôi bây giờ tôi nhớ này. Anh lạnh ư, hãy đắp đỡ áo này, nằm yên nghỉ, đừng nhìn tôi ngơ ngác. Anh muốn hỏi gì, sao tôi tha giặc, tôi chưa hề bóp chết kẻ nằm im, đang rên la khi sóng nhiệt đang chìm, và đau đớn như thế không không thể được. Cái câu này tôi đọc từ hồi nhỏ, nhưng mà tôi nhớ cho tới bây giờ. Đây là lòng trắc ẩn, lòng nhân từ của Phật giáo chúng ta. Nó phát xuất từ ở trong cái chân tình ở bên trong, nó mới có những cái ý tưởng rất là cao cả. Cho nên là không giết mà còn lại là giúp đỡ kẻ thù. Ban đầu là nghĩ nó là kẻ thù cho nên mình giết, nhưng mà thấy cái đau đớn của nó, mình liền nghĩ tới một con người đang cần sự giúp đỡ, thì lúc bây giờ cái lòng căm thù tự nhiên biến mất đi, mà cái tình thương, tình người của Phật giáo dục phát khởi lên. Cho nên cái anh này mới không có ý định giết mình. Cho nên cái lòng trắc ẩn của chúng ta, cái lòng từ bi của Đức Phật, nó ảnh hưởng vào trong con người, tự nhiên nó có cái hoàn toàn khác. Cho nên cái lòng nhân từ, cái này là được coi như là khởi đầu, mà nó phát xuất từ cái đáy lòng của chúng ta, từ cái trái tim chúng ta. Nó nằm ngoài hai cái thiện và ác. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta, cái khi tu hành, đương nhiên cái khởi đầu trong pháp phương tiện chúng ta thực tập đó, thì chúng ta thấy có chia ra hai bên là thiện và ác. Cho nên lòng nhân từ này đó, là ban đầu chúng ta chia ra thiện và ác. Cho nên thiện đương nhiên ta làm, ác đó, chúng ta tránh, cái ác là xấu. Thế từ chỗ thiện và ác này đó, là đưa ra cho chúng ta có suy nghĩ thứ hai là gì? Thân và thù. Ta nói người này thân của tôi thì tôi cưu mang giúp đỡ, người này thù tôi đó, thì cái trường hợp tôi diệt họ. Cho nên cái người thân của mình đó, dù có sai lầm đi nữa đó, mình cũng muốn che giấu. Mà cái người thù mình đó, dù có tốt đi nữa đó, mình cũng muốn muốn dẹp bỏ họ. Đây từ cái chỗ lòng nhân từ của con người mà lần lần là biến thành cái ác. Ta nên biến thành cái ác, đây rất nguy hiểm. Cho nên cái chỗ này là tất cả các tôn giáo đó, mới ban đầu đó là đều khởi lên cái ý niệm tốt, nhưng mà về sau đó nặng cái tình về tôn giáo mình quá, cho nên mình trở thành ra mê tín, trở thành cuồng tín, thì đôi khi đó mình lại trở thành ác.
Cho nên cái trường hợp này quý vị thấy, nhưng bây giờ đạo Thiên Chúa người ta không có cái bác ái chứ, cái tình thương. Chúa Kitô đương nhiên là phải có lòng thương rồi, nhưng mà ở trong những cái trận thánh chiến là như vậy. Nên bây giờ ta sợ chứ, ta sợ cái chiến tranh tôn giáo, ta sợ cái chiến tranh sắc tộc. Cái sắc tộc và tôn giáo này làm cho người ta trở thành cuồng tín, ta không biết gì nữa hết, cứ hãy thù là giết thôi. Đây là điều mà rất nguy hiểm. Hay là cái trường hợp đạo Hồi cũng vậy. Ta nói đạo Hồi nữa thì sao? Tức là cái chủ trương bình đẳng, ta nói công bằng, ta nói công bằng và bác ái là cái này là của tôn giáo. Nhưng mà rồi đó, chúng ta thấy người Hồi giáo đó, thì cái dòng đó cũng là thờ nhà tiên tri Mahomet hết đó. Nhưng mà bây giờ đó, cái Hồi giáo của dòng Shia, phải không? Ở bên Iraq. Rồi cái dòng này cũng là Hồi giáo, nhưng mà dòng gì đó, gì mà của Saddam Hussein ngày xưa còn lại. Đây hai anh này cũng Hồi giáo hết, nhưng mà Hồi giáo với Hồi giáo còn không tha nhau được ấy, thì cái trường hợp nói chi là những tôn giáo khác, hay nói chi các cái dân tộc khác. Cho nên từ một cái tốt mà dục quá cuồng tín biến mình trở thành xấu mai. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của ta, người Phật tử, chúng ta đừng để cái tốt chúng ta nữa, mà nó biến dạng nó trở thành xấu. Tại vì cái tốt lâu ngày nữa coi chừng nó sẽ biến thành xấu đi. Ai mới tu đó thì đều có cái tâm tốt hết đó. Nhưng mà một thời gian sau rồi coi chừng đổi tâm. Tôi đã có một Phật tử mà rất thích làm từ thiện tới thăm tôi. Tôi hỏi lúc này anh còn đi làm từ thiện không? Anh nói thưa thầy con không làm nữa. Cho nên từ một cái tâm tốt của anh ta là muốn giúp cho người nghèo khổ, bây giờ đã trở thành những cái tâm mà rất ghét người nghèo. Anh nói nó xấu lắm, nó tham lam lắm, nó kỹ lắm. Thế nên tôi mới nói là cái trường hợp đó, nó tham lam, nó ích kỷ, nó mới nghèo. Nhưng mà chính cái tham lam và ích kỷ của nó mà anh phát hiện ra được, nếu anh suy nghĩ xa một chút đó, là chính cái tham lam ích kỷ đó là do một phần của anh ung đúc nên. Cho nên chúng ta học Phật ta nhớ, thế nên cái gì có hai mặt của nó. Nếu mà chúng ta biết, chúng ta khéo, thì cái trường hợp từ cái người xấu này mà chuyển hóa nó trở thành tốt đi. Đây là cái lòng nhân từ của Đức Phật. Tức là từ cái tốt của chúng ta, nhưng mà chuyển hóa nó trở thành xấu, thế này rất nguy hiểm. Cho nên ở bên ngoài nhìn thấy tốt, nhưng mà coi chừng ẩn ý xấu bên trong. Rồi tự nhiên ta ung đúc nó trở thành người xấu thôi. Cho nên hồi nhỏ tôi có đọc một câu chuyện mà rất đơn giản thế này, mà làm cho tôi có cái suy nghĩ. Thành ra bây giờ đó, có một cái ông thầy, ông đi ngang một cái cây cổ thụ. Thì bây giờ đó, có một cái đứa trẻ, nó răng mắt, nó trèo lên trên cái cây đó ngồi sẵn, chờ ông đi tới, cái nó đi tiểu trên đầu ông. Em biết mấy thầy bao giờ bị cái này, coi chừng nếu đi mình dòm dòm thấy cây, coi chừng có ông nhỏ trên. Thành ra từ đó mà khi tôi đi tu được, tôi cứ nhớ tới cây tôi hay nhìn lên coi có thằng nhỏ ngồi trên không. Cái này là gì? Đầu tiên là nói cái thời mà Phật giáo xuống thấp, người ta nhìn ông thầy là cái gì mà đáng xem thường, cho đến đứa trẻ mà cũng như vậy. Thành ra ông thầy này nữa, nói ông thầy tu thì ông hiền, cho nên ông nhìn lên ông thấy rồi ông cười, ông kêu nó xuống,
Ông nói thầy đi cúng được có 2 quan tiền thôi, thầy cho con đi. À, thằng nhỏ này thấy lạ. Mình đi tiểu trên đầu ổng mà ổng lại cho tiền mình. Ông tốt quá đi. Thầy nói quý vị nghĩ. Đây là ta nói ông thầy tu nhưng mà ác. Thằng nhỏ lượm được 2 quan tiền rồi đó. Bữa sau nó thấy một cái ông quan ông về địa phương, ông đi ngang đó. À, cái ông kia nó ông nghèo, ông có 2 quan tiền ông cho mình hết. Chắc ông này nó là áo mão chỉnh tề như vậy nên là chắc chắn là mình sẽ được nhiều tiền, ông muốn làm theo kiểu cũ nữa. Thì quý vị biết cái gì xảy ra cho đứa trẻ này. Cho nên coi chừng cái tốt mà ẩn cái xấu trong đó, tức là mượn tay người khác để giết người, biết không? Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Chứ cái lòng thương người, cái lòng trắc ẩn thì nó khác. Bây giờ nếu mà cái trường hợp đó, ông thầy này tốt và lương thiện thiệt đó, thì sao? Ông kêu đứa nhỏ này xuống, rồi ông dạy nó, ông răn đe nó, thậm chí ông đánh nó nữa. Thì như vậy nó tốt hay là xấu? Tức là nó thấy nó có lỗi, nó thấy nó làm chuyện bậy. Đây là chuyện rất xấu và chuyện rất nguy hiểm. Cho nên về sau này nó sẽ tránh, nó không bị cái quả khác. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên cũng hồi nhỏ tôi đọc cái câu chuyện mà tiền thân của Đức Phật. Nên tiền thân của Đức Phật, ngài tu là một vị sa môn rất hiền lành. Cho nên tất cả muôn thú nó đều tới với ngài hết. Cho nên nó tới với ngài hết đi. Thì khi mà nó tới với ngài đó, xong rồi tới cái hồi mà ngài đi đó, ngài dắt cây, ngài rượt, ngài đánh nó, phải không? Ngài rượt, ngài đánh nó, ngài đuổi nó. Người ta nói ông thầy này bây giờ là ác như vậy. Thì bây giờ đó, Đức Phật có nói là vì ta thương nó cho nên ta mới đánh, ta đuổi nó. Chứ nếu mà khi ta rời khỏi chỗ này rồi đó, thì cái trường hợp người khác tới đây đó, thì họ sẽ sát hại nó. Để cho nó sợ, nó tránh đi. Thì như vậy nó bảo tồn lại. Cho nên đôi khi thể hiện cái lòng trắc ẩn bên trong, cái lòng thương bên trong đó, mà người ta có thể bề ngoài người ta lại xử sự trông có vẻ là tệ, trông có vẻ là tệ, nhưng mà chính cái lòng trắc ẩn bên trong, cái lòng thương bên trong đó, nó buộc người ta làm như vậy. Nên người Việt Nam mình bảo là thương thì cho roi, cho vật. Tôi nhớ mẹ tôi hồi nhỏ thường hay nói câu ghét mới cho ngọt cho bùi mà. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, chúng ta nên cân nhắc. Nên có người rất tốt nhưng mà coi chừng cái hậu ý bên trong. Còn có người họ thương thiệt chúng ta đó, họ dám nói thẳng, họ chỉ những cái lỗi, cái dở của chúng ta đó, để người ta khắc phục sao người ta trưởng thành. Thì Đức Phật thương hết tất cả chúng sanh, thương hết tất cả chúng ta. Nhưng mà ngài có vô số phương tiện để ngài điều phục, để làm chúng ta nó từ một con người xấu trở thành người tốt. Cái này là cái lòng nhân từ bên trong, cái lòng nhân từ. Cho nên cái mục tiêu là gì? Tức là muốn làm cho mọi loài được an vui, được giải thoát, được lên niết bàn, phải không? Cái này chính của Đức Phật. Cho nên cái khi mà Đức Phật thành đạo rồi ở cổ Bồ Đề đó, thì ngài có cái ý niệm muốn nhập niết bàn đi. Là tại sao vậy? Là ngài nghĩ nó cái pháp của mình tu mình chứng được đó, cái này đem ra nói cho người ta khó nghe được lắm, người ta khó nghe, khó hiểu, khó chấp nhận và cũng khó làm. Anh em sao hiểu được, làm sao chấp nhận được, rồi làm sao mà thực hành được? Đây là cái việc mà quan trọng. Cái chỗ Đức Phật biết ấy, không thể nói chúng ta biết được. Cho nên chúng ta nhận cho nên vì cái lòng từ bi của Đức Phật này,
cái chân tình này, cái thương này nữa. Cho nên đó, Ngài mới xả bỏ cái vị trí tối tôn này của Ngài đi, mà Ngài trở lại, Ngài sống gần gũi. Đức Phật trở lại gần gũi với chúng ta, Ngài xuống độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như này, chúng ta thấy. Thế nên cái lòng nhân từ chứ. Cho nên xả bỏ cái vị trí mà ở trên Bồ Đề Đạo Tràng đi, để trở thành con người bình thường. Cho nên người ta nói rằng từ Bồ Đề Đạo Tràng mà tới Lục Uyển rất xa, cho nên Đức Phật phải có một cái khoảng thời gian dài mà tới đây để độ năm nay Kiều Trường Như. Nhưng mà khi trao đổi với các cái vị cao tăng thì chúng tôi thống nhất với nhau một điểm là không phải như thế. Tại này không phải như cái chúng ta tưởng đâu. Nếu mà Đức Phật thực sự mà lặn lội mà đi thuyết pháp, đi bộ từ chỗ này sang chỗ khác đó, là Ngài không có khả năng làm nổi chuyện này. Đây là sự thật mà chúng ta thấy. Cho nên nó phải có một cái gì mà chúng ta chưa hiểu được. Cho nên trong cuộc đời Đức Phật của chúng ta không thể hiểu được. Tại vì từ một cái con người như thế mà lại làm cái việc như vậy thì cái trường hợp này khó hiểu được, khó chấp nhận. Tại vì từ một cái vị thái tử được nuông chiều như vậy đó, con người thông minh như vậy đó, giỏi như vậy đó, nhưng mà bây giờ tất cả những cái này đem bỏ hết đi rồi để ôm mình bác đi lang thang, đi khất thực, đi lang thang, đi khất thực, đi vô sống chung với cái đám ăn mày, đây điều lạ không hiểu được. Thế nên trường hợp đó chúng ta đây không ai làm cái chuyện này hết. Cho nên chúng ta mới nói là nghèo khổ đi tu là dễ. Đương nhiên người nghèo đi sinh là chuyện nó dễ, nhưng mà nghèo khổ đi bố thí chuyện này khó. Rồi cái trường hợp đó mà giàu sang mà bỏ đi tu được, chuyện này mới khó. Chứ giàu sang bố thí chuyện này dễ, ta muốn nói Đức Phật thôi. Cho nên người ta bảo là Đức Phật đó, ưa làm những chuyện khó làm, làm chuyện khó làm. Mà chuyện khó làm này của Ngài đó là vì độ sanh, vì muốn độ tất cả chúng ta, vì thương tất cả chúng ta mà Ngài làm như vậy đó. Đương nhiên khi mà Ngài làm như vậy đó, cái việc đầu tiên Ngài đánh thức bao nhiêu người. Tại là trong đó có những người thân của Ngài trong hoàng cung đó, họ cũng thức tỉnh được. Tại tất cả mọi người đó đều nghĩ rằng cái vị trí của Thái tử Siddhartha là ai cũng mơ ước hết mà không bao giờ được. Nhưng mà bây giờ Ngài được, Ngài sẵn sàng, Ngài bỏ nó một cách nhẹ nhàng như vậy để Ngài đi lang thang, Ngài đi tu. Cho nên từ chỗ đó mà người ta phát hiện ra đó, trong con người của Ngài, trong cái suy nghĩ của Ngài, trong trái tim của Ngài đó, có một cái gì mà chúng ta hiểu được. Cho nên sau này Na Ca Lu Đà Di mới đi xuất gia, mới đi theo Đức Phật tu là ông này nghĩ. Tại vì Ca Lu Đà Di là một tổng trấn, một tướng lãnh. Nhưng mà tự nhiên nghĩ tới Đức Phật, ông thấy cái điều này điều nặng. Cho nên ông muốn đi theo Đức Phật để tìm hiểu Đức Phật, xem trong cuộc sống của Đức Phật và cái suy nghĩ của Đức Phật như thế nào. Cái thực sự là Ngài có một cái lòng thương người thực, hay là cái trường hợp mà Ngài muốn làm cái chuyện gì đó, khó hiểu được lắm. Thế nên trường hợp sau này đó thì ta phát hiện ra được là chính Ngài làm như vậy đó để thức tỉnh tất cả những người khác đó. Đừng bao giờ mà mình vì quyền lợi, mình vì danh vọng, mình vì địa vị, mình vì tất cả những cái này đó mà cái tâm ác sanh ra, tội ác sanh ra, thì cái quả báo không lường trước được. Cho nên lúc đó Ngài từ bỏ cái chuyện của Ngài đi đó, để mà tự nhiên nó trở thành bài thuyết pháp sống cho tất cả.
Cho nên tất cả những người khác nó nhìn vô. Thì bây giờ thì chúng ta học được cái này gì? Cho nên ta nhìn kỹ ta thấy tất cả những cái người mà mưu mô, xảo trá, tính toán, hơn thiệt, tất cả những người đó nữa, đương nhiên chắc chắn trong một đời không trọn nữa. Trong một đời người không trọn nữa. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta nữa, Ngài từ bỏ hết những cái chuyện này. Ngài từ bỏ hết, cho nên đó là trở thành bài học. Bài học thực. Nếu ai là người Phật tử mà muốn học Phật, học tôi học làm người, học làm Phật, tôi học này. Cho nên từ bỏ hết tất cả những cái này. Để rồi nữa, ta có một cái tấm lòng thanh thản thực sự. Cho nên quý vị học Phật rồi nữa, mà học tới chỗ này và làm được cái việc này nữa, thì chính chúng ta thấy lòng mình thanh thản. Cho nên trong lòng mình thanh thản. Nên tôi nhìn kỹ, tôi thấy những cái người mà giàu có nhất, những người quyền thế nhất đó, thì cái trường hợp này đó, có thể nói những người này là những người khổ nhất thôi. Những người khổ nhất, tức là họ không có thì giờ để ăn, không có thì giờ để nghỉ. Đấy là sự thật trong cuộc sống chứ. Ta nhìn ta kỹ, cái tham vọng con người càng lớn, tội lỗi con người càng sâu, và cái nghiệp chướng con người càng dày thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà ta sẵn sàng buông bỏ hết tất cả chỗ này đó, cho nên lòng chúng ta trở thành ra nhẹ nhàng và thanh thoát. Nhưng mà từ chỗ này nó bỏ hết những cái này đi, quý vị thấy có mất gì không? Nên bỏ hết cái này đó, thì cái đầu tiên đó, chúng ta có con người thực của chúng ta đó, là chúng ta có một tâm hồn thanh thoát. Cái này ta có, ta nhẹ nhàng, ta bị vướng bận cái này, ta bị ràng buộc, ta bị khổ sở với nó nữa. Cho nên cái bước ban đầu chúng ta được cái này. Nhưng mà nhìn xa hơn chút nữa đó, tất cả những cái gì ta bỏ ta cũng mất không. Cho nên lúc bây giờ ta mới nói là Đức Phật đi tu bỏ tất cả để rồi được tất cả. Ta nên bỏ tất cả để rồi được tất cả. Ta nên được tất cả này là gì? Tức là được lòng người. Cái chuyện tu của Đức Phật, cái việc làm của Đức Phật đó, là được lòng người. Được lòng người tức là từ con người nghèo nhất cho đến con người giàu nhất, từ con người ở trên nhân gian này cho đến các loài quỷ thần ở trên thiên thượng, người ta đều kính ngưỡng Đức Phật đó, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên cái đường của Đức Phật đó, chúng ta thấy quá lớn. Thế nên trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta nghiệm rồi để chúng ta thấy ta không có mất gì hết, ta được nhiều hơn chứ. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là... Còn nói cái xa hơn nữa là tất cả những cái việc tốt mà ta làm này là gì? Ta đã gieo được vào trong lòng người. Ta đã gieo được vào trong lòng người. Mà Đức Phật dạy chúng ta hãy gieo được vào trong lòng người nữa, thì sống được người quý trọng, mà chết đó, thì cái trường hợp này vẫn mang theo được, và trong cái kiếp tái sanh này vẫn gặp lại với nhau. Tên cái việc ác và việc thiện của chúng ta đó, là khi chết chúng ta mang theo được, còn tất cả những khác bỏ lại cho đời. Nên Phổ Hiền Bồ Tát mới dạy chúng ta đó, nếu người có trí một chút đó, thì suy nghĩ cái gì mang theo được thì ta làm chứ, còn cái gì mang theo được không được thì ta dạy gì ta làm, ra đi ta bỏ hết để lại cho đời. Nhưng mà nếu hãy để lại cho đời một cái tiếng tốt thì đây là nên. Và mang đi một cái tiếng tốt để mà trong cái tái sanh chúng ta là nên. Cho nên Đức Phật cái khởi điểm phát Bồ Đề tâm tu hành mà cho tới cái kiếp cuối cùng làm Phật này, đây là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa đều coi này, là trải qua vô số kiếp đó, Ngài làm những chuyện tốt thôi. Tức là thể hiện cái lòng nhân từ của Ngài đó, đối với tất cả các loài chúng sanh. Cho nên bảo rằng không có cái chỗ nào mà không phải là xả thân của Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Cho nên trong cái kiếp này bảo là Ngài đầy đủ tâm đại bi. Đầy đủ tâm đại bi tức là cái lòng nhân từ của Ngài đầy đủ.
Mà khi tu được cái lòng nhân từ này đầy đủ thì quý vị thấy gì? Tức là nhìn tất cả mọi loài, mọi người, dầu nghịch hay là thuận, ta đều thương hết. Cái này là nhân từ đầy đủ chứ. Cho nên nếu ngồi Bồ Đề đạo tràng tu hành đắc đạo rồi đó, thì Đức Phật mới nhớ tới cái kiếp xa xưa nào đó, ông Kiều Trần Như đó là một ông ác vương đã từng lóc thịt, móc mắt mình này. Cho nên nó tự nhiên thấy thương cái ông này đó, mà Đức Phật dùng thần thông mới tới lộc quyển để độ ông ta. Cho nên cái trường hợp đó, ở bên Phật giáo Nam Tông ta nghĩ vậy, chứ không phải là lặn lội đi cất thực từ ngày này qua ngày khác rồi lần mới tới, tức là quyển phải. Tức là thành đạo xong rồi 21 ngày thì Đức Phật liền tới lộc quyển. Tức là Đức Phật đi bằng thần thông chứ, ẩn chỗ này, hiện ra chỗ này. Cho nên tới độ cho ông Kiều Trần Như này đó là gì? Cái tâm của Đức Phật lúc đó mới nghĩ bình đẳng tâm. Ông này trước đây hại mình, nhưng bây giờ mình phải tới độ ông này. Tại vì họ hại mình, họ xấu với mình, họ ác với mình nữa, thì quý vị nghĩ sao? Họ nợ mình, cho nên mình nói họ dễ nghe. Khi nào quý vị trải nghiệm cái này sẽ thấy. Đương nhiên cái người họ tốt với mình, họ cưu mang mình, họ giúp đỡ mình, thì khi họ nhìn họ thấy mình sao? Nên chúng ta thấy rất là rõ. Họ nhìn họ thấy mình rất thường, họ coi cho mình có xử sự một cái gì mà không phải với họ, để họ buộc tội không? Nhưng mà cái người ác với mình, cái người xấu với mình, cái người... Cho nên khi mà mình gặp lại, cho nên mình gặp lại cái người mà họ đã từng lường gạt mình, họ từng nói xấu mình, họ từ hại mình, mình thấy rất là dễ thương, phải không? Cho nên tôi mà kinh nghiệm là tôi thấy đi tới chỗ nào mà tôi thấy có những người họ thấy tôi nữa, họ sợ, họ khúng núm họ. Tôi biết cái anh này trong kiếp này hoặc những kiếp trước gì đó họ có làm cái gì mà không phải với mình đây, cho nên bây giờ họ thấy mình mới sợ chứ đó. Kinh nghiệm trong cuộc sống chúng ta thấy, cho nên những người này để mình nói họ dễ nghe, tức họ nghe như là mật rót vào tim của họ, họ đang chuẩn bị, họ đang chờ để mình nói cho họ, cho nên nghe. Vì vậy đó mà khi họ ông này nhìn thấy Đức Phật tới, nó nhìn thấy thôi. Cho nên Đức Phật nói, mà nói bằng tâm thôi, bằng cái tâm từ của mình thôi, thì cái ông này nhận ngay được cái tâm từ của Đức Phật, liền đắc quả A-la-hán. Cho nên đây thầy gọi là tối sơ A-la-hán. Cái ông mà đắc quả đầu tiên chứ. Tất cả những cái người này ở trong đời trước, nếu mà đã từng có kết duyên với Phật trong này nghịch hay là thuận, cho nên nghịch hay là thuận, mà chính trong cái nghịch đó, nó làm cho chúng ta dễ phát tâm, dễ hối hận, và chúng ta tu hành, chúng ta dễ có kết. Đây là cái tâm của Đức Phật, cái tâm từ của Đức Phật. Cho nên Ngài giáo hóa chúng ta, Ngài giáo hóa bằng cái lòng trắc ẩn đó, bằng cái tâm từ đó. Cho nên khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, Đức Phật không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa. Tại vì khi mà Ngài hiện hữu trên cuộc đời này, mình thấy Ngài hiền lành, mình nghe Ngài giảng pháp đó, thì mình phát tâm mình tu. Nhưng bây giờ Ngài vào Niết Bàn rồi, tức là không còn hiện hữu, còn thác sắc thanh này nữa. Nhưng mà vì cái tâm từ Ngài còn, cái tâm từ Ngài còn, cái lòng nhân từ Ngài còn đây, cho nên từ cái chỗ đó mà Ngài vẫn thuyết pháp cho mình được. Cho nên nếu mình có cái nhân duyên với Đức Phật, có nhân duyên với Đức Phật ở trong một cái kiếp xa xưa nào đó, thuận hay là nghịch, tự nhiên bây giờ đã giúp mình nghĩ tới Đức Phật, nên mình nhớ tới Đức Phật, thì lúc bây giờ Đức Phật vẫn thuyết pháp bằng tâm. Cho nên giữa tâm của Đức Phật nó qua tâm của mình, nó qua tâm của mình, tự nhiên mình phát tâm Bồ Đề lên, rồi đó mình lại thành Bồ Tát Đạo, mình quyết tâm tu theo Đức Phật. Đây là cái điểm quan trọng nhất.
Cho nên có những người dùng phương tiện giáo pháp mà lần lần đi vào đạo, nhưng mà có những người đó, người ta trực nhận cái tâm của mình qua cái tâm Phật, tức là có nhân duyên với Đức Phật rồi đó, thì được Đức Phật hộ niệm, cho nên tâm mình tự nhiên sáng lên. Cho nên tâm mình tự nhiên sáng lên, tâm mình nó dục biến thành ra cái tâm nhân từ của Đức Phật, rồi để mình mới có một cái đối nhân xử thế theo cái kiểu của Đức Phật, cho nên mọi người nhìn thấy mình họ có thể thương yêu quý mến, và mình có thể cảm hóa được họ. Cái chỗ này tôi dùng chữ cảm hóa. Thế nên tự nhiên người ta có cái ý nghĩ tốt về mình thì lúc bây giờ mình mới thành đạt. Cho nên Đức Phật ngồi ở Bồ Đề Đạo càng đắc đạo bằng một cái tâm nhân từ của Ngài đó, mà nó đi thẳng vào tâm của một cái trần nhân. Vì vậy đó mà người ta nói sao? Ta đi về mặt lịch sử, người ta nói là ông Kiều Trần Như muốn tránh mặt Đức Phật mà xây mặt về phía nào cũng thấy Đức Phật hết. Tại Đức Phật ở trong tâm ông mà. Thế mà tại sao ông tránh Phật? Ông xấu hổ quá. Thế nên các vị có bao giờ nghĩ mình lỡ lầm với một người nào đó? Bây giờ mình gặp họ mình xấu hổ chứ. Cho nên xấu hổ cho nên muốn tránh mặt. Tránh mặt nhưng mà có tránh được không? Ta thường ta nói tránh mặt mà không tránh được lòng. Cho nên Đức Phật đã vào trong tâm ông ta rồi, thì ông ta có nhìn đâu thì ông thấy Phật. Cho nên trên cái bước đường tu, cái kinh nghiệm tôi thấy. Thế có những lúc mà trước mặt tôi không có tượng Phật nữa, thì đương nhiên hồi nhỏ thì tôi siêng năng lại Phật. Siêng năng lại Phật. Nhưng mà tôi có cái cảm nhận được có những lúc trước mặt tôi không có Phật, nhưng mà tôi lại hình dung ra như có Đức Phật trước mặt mình. Tôi nên nhìn trên bầu trời cũng lại thấy Đức Phật xuất hiện. Tôi nên nhìn đến núi rừng lại cũng thấy Đức Phật xuất hiện. Cho nên tôi mới nhận ra được cái ý này, tức là Đức Phật đã vào trong tâm mình rồi. Cho nên cái trái tim nhân từ của Đức Phật nó chiếu vào tâm của mình, tâm mình nhận được cái trái tim nhân từ của Đức Phật đó, mà tự nhiên cái lòng tốt của mình sanh ra. Mà chính cái lòng tốt mình sanh ra, lúc bây giờ mình mới có cái sức thay Phật để mà thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Chứ còn ở trên cuộc đời này nữa, nếu mà nói cái khôn với cái dài nữa, thì chưa biết ai khôn hơn ai. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên giữa nhà Nho và nhà Phật, hai cái này có thể do cái con người hiểu và thực tập ít nhiều khác nhau. Nhưng mà tôi nhìn tôi thấy hai cái này giống nhau. Sự thật ở trên cuộc đời này, nếu mà ta theo đạo Nho, ta nói là con người mất niềm tin rồi, con người đã bỏ đi. Cho nên phải cố gắng giữ niềm tin bằng cách là mình hứa làm cái gì là mình phải làm cái đó. Đây là cái việc quan trọng. Cái thứ hai nữa đó, trở thành con người tốt đó, rồi sau này mới có thể làm được những việc khác. Nếu mà mọi người chung quanh không chấp nhận chúng ta là con người tốt, tức là không có trái tim nhân từ nữa, thì cái trường hợp mọi người sẽ lánh xa chúng ta. Dù chúng ta có khôn ngoan, chúng ta có giỏi mấy đi nữa đó, thì ít có ai chấp nhận được chúng ta. Đây là cái việc mà khởi đầu tu của đạo Phật chúng ta và đạo Nho đó, thì tôi thấy hai cái này là giống nhau. Còn bây giờ triển khai ra đó, thì cái lòng nhân từ của Đức Phật đó, cho nên Ngài đưa ra vô số phương tiện. Cho nên đưa ra vô số phương tiện. Cho nên mới ban đầu thì quý vị tu như thế. Cho nên tôi mới thấy đó, thành ra có những người mà họ tu, thành họ chuyên niệm Phật, họ tu pháp môn tịnh độ đó, thì họ nói với tôi, họ nói là Đức Phật đó, là nói ở trong mười phương các Đức Phật đó, Đức Phật A Di Đà là lớn nhất mà. Đức Phật A Di Đà là lớn nhất mà. Cho nên đó, bây giờ là nhất định là tôi theo Đức Phật A Di Đà thôi, tôi không theo mấy Phật nhỏ đâu. Thành ra quý vị có bao giờ nghĩ vậy? Thì tôi mới nói là Đức Phật, nếu mà Đức Phật nói như vậy đó,
Là tại vì đối với một cái tầng lớp người nào đó vì phương tiện Đức Phật nói ra. Chứ còn đối với tôi thì cái trường hợp Phật thì không có Phật lớn và Phật nhỏ đâu. Tại vì trên cái bước đường tu này nè, tại nên Đức Phật thuyết pháp đó chúng ta thấy. Tại nên thành Phật thì đâu có cái ông Phật lớn, Phật nhỏ. Quý vị có thấy nghĩ vậy? Thì ông Phật Di Đà là nhất. Rồi ông Phật nào là nhì? Bây giờ mình cho Phật Dược Sư xuống nhì nữa. Rồi lần lần tới, ông Phật Thích Ca chắc là nhỏ nhất. Có nhiều người nói tôi nói Phật Thích Ca cũng còn niệm Phật Di Đà mà thầy. Tôi nói không biết Đức Phật Thích Ca có niệm Phật Di Đà không biết. Nhưng mà tôi đọc trong Kinh Di Đà này thì tôi thấy Đức Phật Thích Ca có nói nè, là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, trong sáu phương á, tất cả các Đức Phật kia cũng đều xưng tán Đức Phật Di Đà, tức là khen Đức Phật Di Đà đó. Khen Đức Phật Di Đà hết, ai cũng khen hết. Chứ không ai chê hết, phải không? Cho nên chỗ này để chúng ta học các Đức Phật đó, là khen chứ đừng chê. Đây trên bước đường tu đó. Tức là các Đức Phật, có Phật nào khen nhau hết chứ không ai chê hết. Rồi Đức Phật Thích Ca cũng khen Đức Phật Di Đà nữa. Đức Phật Thích Ca có nói thêm, khi mà tôi khen Đức Phật Di Đà như vậy thì mười phương Phật cũng khen ngược lại tôi, phải không? Mười phương Phật cũng khen ngợi lại tôi, nói là Phật Thích Ca cũng rất là đặc biệt á. Ở trong cái đời vũ trụ này, nếu mà ông tu rồi ông thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng là cái chuyện hy hữu. Cho nên tất cả các Đức Phật này nữa, ta có cái cảm giác nó gần như là mỗi một người một việc, thì hiện chỗ này, thì hiện chỗ kia, thì nó tùy theo cái hoàn cảnh đó mà các ngài giáo hóa chúng sanh này có vô số phương tiện. Cho nên nói về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì cái chỗ này đấy thì chúng ta nói là nhất cũng được, có sao đâu. Tại vì cái thế giới này là gì? Tức là cái thế giới đó, thuần các vị Bồ Tát. Thành ra các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là ở đây. Thế đây là cũng một cái cách làm của Đức Phật A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu một cái mẫu để cho chúng ta làm theo hay chúng ta tu theo. Giới thiệu cái mẫu ta đi. Cho nên Đức Phật Thích Ca khi giới thiệu Đức Phật A Di Đà, quý vị thấy ngài nói sao? Ta nói ngài nói rằng Đức Phật A Di Đà đó thì khi mà còn làm vua là không có cái ý niệm tranh chấp rồi. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta học. Cho nên chúng ta muốn học và muốn tu về cực lạc theo Đức Phật Di Đà nữa. Đối với tôi thì tôi thấy cái điều thứ nhất là đây chúng ta không còn cái niệm tranh chấp hơn thua phải trái với nhau nữa. Cái này là Đức Phật Di Đà là đã cái này hạnh này trước. Cho nên Đức Phật giới thiệu chúng ta là muốn giới thiệu cái này người ta thấy. Nhưng mà ít ai nghĩ cái chuyện này. Hơn thua phải trái tranh chấp rồi nghĩ đó mình niệm Phật rồi mình về Phật thôi. Nhưng mà cái căn bản này không chịu học. Cho nên đầu tiên là dứt hết cái niệm mà phải trái hơn thua trên cuộc đời. Cho nên làm vua nhưng mà không làm bỏ đi tu đi. Đây là cái thứ nhất mà chúng ta phải học. Tức là bỏ hết làm vua mà cũng bỏ ngôi đi tu. Thì bây giờ đây chúng ta, cái vị trí xã hội chúng ta là cái gì mà chúng ta bỏ không được. Cho nên muốn tu theo Đức Phật Di Đà thì quý vị có thể là lập cái hạnh này trước. Cho nên khi mà lập cái hạnh này rồi đó, khi đi tu thì sao? Cho nên tôi tu tịnh độ là tôi học cái chỗ này trước. Cho nên khi đi tu tịnh độ đó, tu tịnh độ là chúng ta nghĩ này, Đức Phật A Di Đà khi làm ông vua vô trách nhiệm mà bỏ đi tu nữa, bỏ ngôi đi tu nữa thì cái gì? Cái việc thứ hai ông này tu này, tức là đem hết Phật pháp vào lòng mình. Cái điều quan trọng nhất đó là phải đem hết Phật pháp vào mình.
đem hết tam tạng thánh điển vào lòng mình đi, tất cả những cái gì mà gọi là Phật pháp đó, đem vào lòng mình đi. Đấy, thì cái trường hợp này mình tu cho nên đó, học mà không biết mệt mỏi này, cái chuyện quan trọng để tăng cái hiểu biết cho mình, cái này quan trọng chứ, mà mình cũng làm cái này. Cho nên cái việc thứ hai ta tu tịnh độ là học không biết mệt mỏi, tức là giáo nghĩa chúng ta đem hết vào lòng chúng ta. Đây là Đức Phật A Di Đà đã làm. Cho nên bây giờ chúng ta muốn sanh tịnh độ, ta phải đồng hành đồng nguyện với Ngài thì bây giờ mới sanh chứ. Còn bây giờ không đồng hành đồng nguyện khác sao mà ở chung được, cái này nhất định chúng ta không tới được. Cho nên cái khi mà học hết giáo nghĩa đem vào lòng chúng ta để mở cái kiến thức chúng ta ở một cái tầm cao, tức là cao nhất. Cho nên lúc bây giờ vua đổi cái tên khác, cái này gọi là pháp danh của Ngài đây nè, gọi là gì? Pháp Tạng Tỳ Kheo. Pháp Tạng Tỳ Kheo tức là Ngài làm cái kho pháp đó. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa đó, mà Đức Phật nói là chỗ nào có kinh Pháp Hoa thì chỗ đó không cần xây tháp để cúng dường nữa, không cần xây tháp để cúng dường. Kinh này là toàn thân của Đức Phật đó. Người nào trì được kinh Pháp Hoa thì chính người đó đã tới đạo tràng. Cho nên chỗ này là chỗ mà chúng ta nên học. Cho nên Đức Phật A Di Đà lúc đó là một cái kho pháp bảo của chư Phật, tức là biến mình trở thành cái kho pháp bảo của chư Phật. Đây là trên bước đường tu học của chúng ta nói. Rồi khi mà được cái này thành một kho pháp bảo là gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo đó. Nên là Pháp Tạng Tỳ Kheo đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới học thêm cái gì nữa, tức là Ngài đi khắp hết mười phương. Đi khắp hết mười phương, ngày nay đó tôi nói là đi du học đó. Đi du học, đi khắp hết mười phương. Tất cả các vị cao tăng, các vị thánh tăng, những người tu hành này đó, chúng ta đều tới ta tham vấn hết. Nghe chỗ nào có danh tăng ta tới ta học, ta hỏi, ta tu, ta tập. Thì đây ta tu tịnh độ lên như vậy chứ. Cho nên Đức Phật Di Đà đã từng làm cái này, coi hết tất cả các vị thánh tăng, các vị cao tăng này họ tu, hay nói rõ ra đó là các đức Phật này đó họ tu như thế nào, họ thành Phật như thế nào, rồi họ xây dựng quốc độ họ như thế nào. Thì bây giờ đó, Đức Phật A Di Đà mới tổng hợp hết tất cả những cái thế giới Phật của chư Phật trong mười phương, Ngài về Ngài mới xây dựng cái thế giới riêng của Ngài gọi là thế giới Cực Lạc. Tức là Ngài thành Phật hiệu là A Di Đà, tức là xây dựng được một cái thế giới của Ngài, nó trở thành là cái thế giới gọi là thế giới Cực Lạc. Nhưng mà cái thế giới Cực Lạc này đầu tiên là gì? Muốn làm nên thế giới Cực Lạc này nữa, là đầu tiên là Ngài phải quy tụ, phải quy tụ các cái bậc thượng thiện nhân này. Tức là các cái bậc thượng thiện nhân này, tức là tất cả các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ này nữa, họ tập hợp lại đây. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà ta nên học. Cho nên cái chỗ nào mà có những người siêng năng, có những người khỏe mạnh, có những người đạo đức, có những người học rộng nghe nhiều đó, tập hợp lại chỗ thì sao? Chỗ đó người ta nói là sỏi đá cũng thành công. Cho nên tất cả cái chỗ đó trở thành là văn minh thôi. Tập trung lại những con người giỏi, giỏi đây ta kêu là những người tốt, các vị Bồ Tát. Những người này tập hợp lại một chỗ thì đương nhiên chính những người này là những người xây dựng thế giới Cực Lạc. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên nếu mà ta tu tịnh độ đó, ta học cái kinh Vô Lượng Thọ, tức là của Đức Phật A Di Đà đó, thì chúng ta thấy cái hành trạng này. Chúng ta thấy cái hành trạng này đó, thì lúc bây giờ nè, chúng ta thực tập theo. Mà chính cái thực tập theo này đó, để chúng ta có một cái là đồng hành đồng nguyện với Ngài. Đồng hành đồng nguyện với Ngài thì ta hy vọng là ta được sanh về thế giới này, được sanh về thế giới tịnh độ của Đức Phật.
Còn nếu mà chúng ta đọc Kinh Di Đà không á, mà chúng ta thấy có một cái là gì? Tức là nhất tâm bất loạn kiên trì danh hiệu á. Cái chỗ này là quan trọng. Tức là đạt tới cái chỗ mà nhất tâm bất loạn. Thành ra nhất tâm bất loạn. Thành ra trên cái bước đường tu của chúng ta đó, mà chúng ta đạt tới cái chỗ nhất tâm. Thành ra đạt tới chỗ nhất tâm rồi thì sao? Tức là chỗ nhất tâm chúng ta đó là nó quán chiếu được cái thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc này đó là hiện vào trong lòng chúng ta. Cho nên giữa ta và Đức Phật Di Đà nó, mặc dù mười muôn ức cõi nước cách ly, nhưng mà tâm với tâm đó, đương nhiên là thông thành một cõi đó. Cho nên cái thế giới của tâm rất là lạ. Nếu mà quý vị đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn, tức là trụ tâm lại được đó, thì cái gì hiện ra đây chúng ta chưa biết. Tại vì bình thường đó là chúng ta nhìn cái xã hội như thế này thì chúng ta thấy nó theo cái sau này. Nhưng mà khi tập trung lại rồi đó, đạt tới chỗ nhất tâm, thì đương nhiên cái thế giới này chúng ta không thấy vậy nữa. Mà Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta đó là cái thế giới cực lạc ở ngay trong cái thế giới ta bà này, nếu cái tâm chúng ta đạt tới chỗ cực lạc đó. Tức là tâm chúng ta đã đạt tới chỗ cực lạc này đó, tức là nhất tâm này đó, thì cái kia nó là hiện vào đây chứ. Còn cái tâm của chúng ta nó ta bà, cái tâm của chúng ta là đau khổ mà. Là gì? Tức là địa ngục. Cho nên cái tâm địa ngục hiện ra, tâm ngạ quỷ hiện ra, tâm súc sanh hiện ra, nó khác. Còn cái tâm mà cực lạc hiện ra đó, thì cái trường hợp này là thế giới của Đức Phật hay như thế nào. Cho nên báo rằng cái khoảng thời gian ta vãng sanh về thế giới cực lạc đó, nó nhanh hơn cái khoảng thời gian mà của một lực sĩ co duỗi cánh tay thôi. Đương nhiên là cái lực sĩ mà co duỗi cánh tay thì quý vị, thời xưa Đức Phật đem ví cái này để cho chúng ta hiểu, cho chúng ta hiểu tức là cái độ nhanh của nó. Thì ngày nay tôi nói là nhanh hơn cả ánh sáng này. Tức là chúng ta nhanh hơn cả ánh sáng, nhanh hơn cả âm thanh. Cho nên từ đây đi mười muôn ức thế giới để tới thế giới cực lạc đó, trong vòng một sát na, tức là trong một chớp mắt, nó liền tới, tới thế giới cực lạc đó. Đây là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm rồi thì chúng ta mới thấy được trên bước đường tu. Cho nên cái pháp xuất của chúng ta đó, làm sao mà chúng ta học được cái lòng nhân từ của Đức Phật trước, và chúng ta đó, sử dụng, ai sử dụng được cái này đó, thì nó có một sức cảm hóa được tất cả những người chung quanh, và họ trở thành những người bạn tốt của chúng ta trên bước đường tu. Thì lúc bây giờ đó, cái tâm từ của chúng ta nó phát triển. Cái tâm từ của chúng ta phát triển cho đến rộng, đến vô biên vô tận. Cho nên chỗ nào có chúng sanh thì cái tâm chúng ta nó bao la nó tới chỗ đó. Thì như vậy đó, thì thế giới Phật nào chúng ta cũng tới được hết, chứ không phải riêng về cực lạc. Và thế giới phương đông của Phật Lưu Ly, thế giới phương trên của Đức Phật Đa Bảo, hay Đức Phật xa xưa như là Phật Bảo Tích, thì chúng ta cũng đi về được. Cầu Phật gia hộ cho quý vị được an lạc và xin hồi hướng.